Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay mùng 6 tháng 6 ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay có nơi trên 100mm như là tại Lục Yên, Yên Bái là 127mm, Gia Phú, Lào Cai là 113,4mm, Minh Quang, Vĩnh Phúc là 113,6mm, Bảo Lộc, Lâm Đồng là 166mm, Hà Mòn, Kon Tum là 107,6mm và Pleiku, Gia Lai là 112mm. Những cơn mưa dông mùa hè sẽ còn lặp lại trong chiều tối nay và những ngày tới. Tại miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế, cục bộ có mưa to với lượng từ 20-40mm và có nơi là trên 60mm. Mưa xuống khiến nắng nóng tạm thời chấm dứt tại các khu vực này. Ngày và đêm nay mùng 6 tháng 6, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Riêng chiều và tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi là trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to, cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể, tại thủ đô Hà Nội vừa đón trận mưa dông vào đầu giờ sáng nay, nhưng ngay sau đó trời đã chuyển nắng trở lại. Trưa chiều nay, trời có phần oi bức với nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Chiều và tối có khả năng xuất hiện mưa dông giúp tiết trời về đêm chuyển mát. Thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay trời cũng không còn nắng nóng nữa. Trưa chiều trời tiếp tục nắng ráo với nhiệt độ khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Chiều tối và tối nay khả năng cao sẽ có mưa rào và dông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng và trưa nay kéo dài tới khoảng 15 giờ chiều, trời có nắng, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 32 đến 33 độ. Sau đó thì chuyển mưa, đề phòng một số nơi còn xuất hiện mưa dông mạnh. Về đêm thì trời mát mẻ với nhiệt độ hạ về mức là 26 độ. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.